Tương nhìn Lữ Thiếu Khanh hôm nay không còn dáng vẻ vui đùa như mọi ngày, mà thay vào đó là một biểu cảm nghiêm túc khiến Tương Khuê cảm thấy có chút xa lạ, "Tiểu tử, ngươi thật sự muốn thấy chết mà không cứu sao?" Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn về phía xa lạnh lùng nói, "Ngươi có thể cứu được bao nhiêu người, cứu được vài vạn người, sau đó gọi tế thần tới, hơn nữa những thứ ta mang trên người quan trọng hơn tất cả bọn họ cộng lại." Tương Tư Tiên và Tả Điệp nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy run sợ, giọng điệu của Lữ Thiếu Khanh vô cùng lạnh lùng, nghe vào rất tàn nhẫn, nhìn thấy mấy vạn người đi chịu chết mà thờ ơ, sự kiên cường đó có thể tưởng tượng được tương tư tiên vốn định nói giúp ra ra vài câu nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng biểu hiện của lữ thiếu khanh đã cho nàng biết rằng bất kỳ ai khuyên ngăn cũng vô ích lời cuối cùng của lữ thiếu khanh khiến tương khuê im lặng không biết phải nói gì đúng là như vậy cây cầu đen không thể rơi vào tay tế thần nếu không đó sẽ là tai họa cho cả nhân loại chẳng lẽ không làm gì sao tương khuê cảm thấy rất khó chịu nhìn thấy những người này bị lừa gạt đi vào chỗ chết hắn không thể nhẫn tâm tương khuê nghiến răng nói với lữ thiếu khanh tiểu tử nếu ta nhất định muốn cứu người thì sao lữ thiếu khanh ngỡ ngàng sau đó quay sang tương tư tiên tư tiên tỷ tỷ gia gia của ngươi không yêu thương ngươi nữa sao ta đề nghị sau này ngươi đừng chăm sóc hắn nữa để hắn tự khóc đi tương tư tiên không biết nên khóc hay cười tương khuê tức giận đây là đang khiêu khích mối quan hệ của ta với cháu gái sao tiểu tử hỗn xược ngươi đáng bị trừng trị tiểu tiên đứng ra bảo vệ ta mà phát thể ta dám không nghe lời lữ thiếu khanh mà cứu người thì tiểu tiên sẽ phải chịu hậu quả nghĩ đến đây tương khuê nghiến răng nghiến lợi tên tiểu tử đáng ghét thật nham hiểm nhìn tương khuê nghiến răng lúc nào cũng như muốn lao lên cắn chết mình lữ thiếu khanh nói với tương khuê ngươi thật muốn cứu người ta có thể đồng ý với ngươi nhưng chúng ta phải chia tay tại đây ngươi ở lại đây thu hút sự chú ý của tế thần tương khuê hừ một tiếng ngươi chắc chắn tế thần sẽ đến sao không chắc chắn nhưng cũng có khả năng đúng không có thể tế thần đã đặt bẫy ở phía trước chuẩn bị sẵn sàng chờ chúng ta ừ phi 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 lời trẻ con không có tội gió lớn cuốn đi lữ thiếu khanh vừa nói vừa khởi động phi thuyền phi thuyền bay qua bầu trời lướt qua bên cạnh bộ tộc lữ thiếu khanh nói với tương khuê ngươi mau suy nghĩ đi nếu không chúng ta đi tiếp thôi tương tư tiên thấp giọng khuyên tương khuê ra ra người trong bộ tộc căn bản không tin chúng ta chúng ta cứu họ một lúc không cứu được họ cả đời. Tương Khuê hiểu ý của cháu gái, cứu những người này, không sắp xếp ổn thỏa không ăn ủi lâu dài, họ căn bản sẽ không tin tế tự của họ sẽ hại họ, đợi chúng ta rời đi, quái vật tế tự lại đến, họ sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời. Cuối cùng Tương Khuê cũng thở dài, không còn cố chấp muốn cứu người nữa, hắn lườm Lữ Thiếu Khanh một cái quay trở lại khoang thuyền, mắt không thấy lòng không phiền. Lữ Thiếu Khanh không khỏi nhìn Tương Tư Tiên bằng ánh mắt khác, nàng nàng này khuyên người thật có một không hai. Tiêu Y lén lại gần đôi mắt to chớp chớp tỏ vẻ tò mò, nhị sư huynh, điều này có vẻ không giống với phong cách của huynh. Lữ Thiếu Khanh liếc Tiêu Y, cái gì không giống phong cách của ta, phong cách của ta chính trực, làm người chính nghĩa, có gì không giống. Tiêu Y cười cười hỏi, nhị sư huynh, theo tính cách của huynh, huynh nên để đại trưởng lão đi cứu người, sau đó nhân cơ hội đó lái thuyền bỏ chạy, bỏ lại đại trưởng lão ở đây mới đúng. Lữ Thiếu Khanh ngồi thoải mái trên bong tàu lấy ra vài hạt đậu linh để ăn, ta không tự tin bỏ rơi được một vị hóa thần, mặc dù tốc độ của phi thuyền nhanh, nhưng chưa đủ nhanh để bỏ xa hóa thần. Hơn nữa nếu hắn mang theo tế thần đuổi tới thì sao? Hoặc phía trước gặp phải tế thần, ai sẽ giúp ta cản lại tế thần, không gặp phải tế thần là tốt nhất dù có phải đối mặt với tế thần nhưng chắc chắn là càng muộn càng tốt chứ không phải bây giờ để tương khuê bộc phát lòng thương khiến tế thần lập tức xuất hiện tiêu y lập tức hiểu ra vẫn là nhị sư huynh suy nghĩ chú đáo tương khuê vừa bước vào khoang thuyền nghe lời của lữ thiếu khanh suýt nữa muốn lao ra đánh người dù là thật hay không lời của lữ thiếu khanh cũng đủ khiến người ta tức giận đúng là một tên tiểu tử đáng ghét tương khuê ngồi xuống tức giận đóng kín tai mắt không muốn nghe thêm giọng của lữ thiếu khanh để tránh bản thân bị tức đến mức không thể tĩnh tâm trên đoạn đường tiếp theo mọi người vẫn gặp phải vài bộ tộc, có bộ tộc đã người đi nhà chống hoang tàn, có bộ tộc vẫn còn đang sơ tán người bắt đầu từ bỏ bộ tộc. Gặp phải các bộ tộc tương khuê không ra xem, Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý định cứu người, chỉ đơn giản là đi vòng qua. Thời gian từng ngày trôi qua, nhưng trong không khí dường như đã tràn ngập áp lực nặng nề, tỏa ra khí tức nguy hiểm, cảm giác của Lữ Thiếu Khanh vốn nhạy cảm không cần phải nói, dường như cảm thấy có một đôi mắt trong bóng tối đang dõi theo mình, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rùng mình, cảm thấy mình giống như một con thỏ bị thú giữ trong rừng rình rập. Lữ Thiếu Khanh thầm đoán, có lẽ ta đã bị tế thần nhắm trúng, nhưng điều này khiến Lữ Thiếu Khanh không hiểu là, tế thần làm sao phát hiện được dấu vết của mình. Cây cầu đen đang ở trên người ta, nhưng chắc chắn tế thần tuyệt đối không thể cảm nhận được sự tồn tại của cây cầu đen. Dù tế thần và cây cầu đen có mối liên hệ sâu sắc, không phải vì lý do gì khác, chỉ vì chiếc nhẫn chữ vật của ta đặc biệt. Cảm giác bất an ngày càng nặng nề, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên dừng phi thuyền lại không thể tiếp tục tiến lên nữa. Điều này khiến mọi người đều tò mò, Nhị sư huynh, có chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, cảm giác trước mặt có thứ gì đó đang đợi chúng ta, đoán không sai thì tế thần đã đợi sẵn ở phía trước rồi. Tế thần phục kích, bày binh bố trận chờ chúng ta tự đưa mình vào lưới. Cả bầu trời dường như cũng tràn ngập không khí áp lực, có thể tưởng tượng được phía trước nguy hiểm đến nhường nào, trước hết dừng lại, nghĩ cách rồi tính tiếp. Tương Khuê cũng nghe thấy bước ra, tiểu tử, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh đảo mắt bất lực nói, làm gì, tất nhiên là tìm cách xem có thể tránh được tế thần hay không, ta không tin ngươi không cảm nhận được nguy hiểm phía trước. Tương Khuê đương nhiên cũng cảm nhận được, phía trước như vực thẳm đang chờ họ nhảy xuống tiểu tử ý ngươi là làm sao lữ thiếu khanh phản bác câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng ngươi có cách nào không ít nhất ngươi từng đấu với nó tương khuê nghe vậy mặt mày méo sệt ta làm gì có cách nào nếu thân thể không bị thương ta không ngại thử một phen tuy không thể đánh bại được tế thần nhưng chắc chắn có thể cầm chân được nó lữ thiếu khanh lại ngỡ ngàng không thể nào vậy cần ngươi làm gì ngươi theo ta không nghĩ rằng tế thần sẽ tôn trọng người già cho ngươi mặt mũi mà tha chúng ta chứ dù là thật đặt hy vọng vào kẻ địch không phải là phong cách của ta tương khuê tức giận chửi thề tiểu tử khốn kiếp đây chẳng phải là đang hạ nhục ta sao mặc dù ta đã hơn nghìn tuổi nhưng theo tuổi thọ của hóa thần mà tính ta vẫn là nam nhân trung niên tóc và dâu bạc không nhất định nghĩa là ta đã già huống chi ta cần người khác tôn trọng người già sao tương tư tiên trong lòng không biết nên khóc hay cười lữ thiếu khanh và tương khuê dường như xung khắc vừa gặp mặt đã không nói được mấy câu lữ thiếu khanh chắc chắn sẽ khiến tương khuê tức đến nhảy dựng lên nhưng đôi khi tương khuê cũng không thể phản bác được để chuyển hướng sự chú ý của lữ thiếu khanh tương tư tiên mở miệng mộc công tử ngươi có kế hoạch gì không lữ thiếu khanh chống cằm cúi đầu đi qua đi lại trên bong tàu trầm tư suy nghĩ không còn nghi ngờ gì tế thần chắc chắn đang đợi phía trước hiện tại tiếp tục tiến lên là tự chui đầu vào lưới cách tốt nhất là quay đầu lại chạy thật xa nhưng ngay khi nghĩ ra cách này lữ thiếu khanh đã bác bỏ nó chưa biết chừng tế thần cũng như tương khuê sử dụng công nghệ thậm chí là công nghệ đen còn lợi hại hơn tương khuê như vậy dù chạy bao xa cũng không có ích gì huống chi chạy trốn cũng không còn ý nghĩa gì không về được nhà mà ở lại thế giới này ở trong sân nhà của tế thần và đối phó với tế thần hoàn toàn vô nghĩa suy đi tính lại đầu óc lữ thiếu khanh sắp nổ tung cũng không nghĩ ra được cách tốt nào tế thần con quái vật hóa thần hậu kỳ này không thể tránh được rồi nó giống như một ngọn núi lớn nằm chắn trước mặt chặn đường về nhà của mình muốn về nhà phải vượt qua ngọn núi này đường vòng không có tác dụng lữ thiếu khanh hạ quyết tâm nghiến răng chết tiệt chỉ có thể đánh liều thôi lữ thiếu khanh hỏi tương khuê lão già thương thế của ngươi còn bao lâu mới hồi phục tương khuê nghe vậy sắc mặt tối sầm hỏi lại ngươi muốn làm gì tất nhiên là hy vọng ngươi nhanh chóng hồi phục rồi đi đấu một trận sống chết cùng tế thần tốt nhất là cùng chết tương khuê tức đến lật trắng mắt tên khốn này nói chuyện sao mà khó nghe đang đánh đòn vậy chứ tương khuê hừ một tiếng ít nhất cần vài năm kim thần phạt không phải chuyện đùa đánh đến nỗi ta đã dùng hết lá bài tẩy nội ngoại thương tổn tuổi thọ giảm bớt không khác gì đánh trận sống chết với kẻ địch cùng cấp lữ thiếu khanh nghe vậy mặt hiện vẻ thất vọng tương khuê không thể trông cậy được rồi vậy cần ngươi làm gì đi theo không có ích gì ngươi còn không bằng đại sư huynh của ta một câu này khiến tương khuê tức đến mức hộc máu sau đó lữ thiếu khanh chạy đi hỏi kế ngôn ngươi khỏi thương chưa gần đây có đột nhiên cảm ngộ gì không lại tăng mấy cấp Tương Tư Tiên và mọi người đều không nói nên lời, thật sự không coi Hóa Thần là đại năng sao, còn tưởng là luyện khí kỳ. Còn tăng mấy cấp, tu sĩ Hóa Thần đột phá ai mà không tính bằng năm, hơn nữa tính bằng năm đã là thiên tài rồi, dù kế ngôn là thiên tài, cũng không thể vừa đột phá lại đột phá tiếp. Kế ngôn tự động bỏ qua lời sau của Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh nói, cần khoảng một tháng nữa, con quái vật gây tổn thương cho ta không phải chí mạng, với thể chất của ta rất nhanh sẽ hồi phục. Lữ Thiếu Khanh không chịu bỏ cuộc, ngươi hiện tại chỉ là tầng 1, đối đầu với tế thần dễ bị đánh chết, ngươi chắc chắn không có cảm ngộ gì sao? Không tăng vài tầng, tăng một tầng cũng được chứ tà điệp lẩm bẩm nếu lại đột phá chắc chỉ có thể là con trai của thiên đạo mới làm được tương tư tiên khẽ lắc đầu trong lòng đồng tình với tà điệp không thể làm được kế ngôn nhìn lữ thiếu khanh một cái ngươi và ta luận bàn một chút có lẽ ta sẽ có cảm ngộ lữ thiếu khanh thay đổi sắc mặt đứng dậy nói lớn hãy dưỡng thương cho tốt đừng ở đây nghĩ những điều không thực tế làm ngươi phải đặt chân lên đất đừng suốt ngày mơ mộng tên này ngay cả sư huynh cũng không nể mặt sao tương khuê thấy vậy lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút ngay cả sư huynh hắn cũng bị mắng ta bị mắng dường như cũng có thể chấp nhận lữ thiếu khanh đứng dậy đá một cái vào tiêu y đang dình nghe đi tu luyện đi sau đó nói với mọi người chúng ta cứ đợi ở đây địch không động ta không động địch động chúng ta vẫn không động sau đó lữ thiếu khanh nhảy xuống thuyền trong tay xuất hiện vật liệu ánh sáng lóe lên bắt đầu bố trí trận pháp lữ thiếu khanh có hai trận pháp trong tay một là trận pháp cấp 5, du long chu yêu đồ một là trận pháp cấp 6. thập phương thiên vũ trận đây là hai trận pháp mà lữ thiếu khanh nhận được từ tiểu đệ tử quỷ một có sát thương kinh người một có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc trận pháp cấp 5 không sợ nguyên anh trận pháp cấp 6 không sợ hóa thần. Sau khi kiểm tra một lúc, Lữ Thiếu Khanh phát hiện nguyên liệu trong tay mình không đủ để dựng nên một trận pháp cấp 6, nguyên liệu kiếm được từ Thiên Cung môn đều là loại cấp thấp, tam phẩm và tứ phẩm đã là ít ỏi, chủ yếu chỉ có nhất phẩm và nhị phẩm, trận pháp cấp 5 vẫn còn tạm đủ nguyên liệu, nhưng cấp 6 thì hoàn toàn không đủ. Lữ Thiếu Khanh tìm đến Tương Khuê lấy thêm nguyên liệu, tuy nhiên Tương Khuê dường như còn nghèo hơn cả hắn, nguyên liệu cao cấp chỉ có một ít, hoàn toàn không đủ để dựng trận pháp cấp 6. Không còn cách nào khác, Lữ Thiếu Khanh đành phải tạm chấp nhận, dựng một trận pháp cấp 5 du long chu yêu đồ, bổ sung thêm một số trận pháp cấp thấp. Trong thời gian tiếp theo, Tương Khuê và mọi người chứng kiến thiên phú trận pháp đáng kinh ngạc của Lữ Thiếu Khanh, với trận pháp cấp thấp, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một hơi thở, vung tay là có thể bố trí xong, tốc độ này khiến Tương Khuê và mọi người kinh ngạc, ngay cả với trận pháp tam phẩm tứ phẩm, Lữ Thiếu Khanh cũng dễ dàng như ăn uống hàng ngày mà hoàn thành. tả Điệp nhìn mà há hốc mồm, giọng nói đầy sự ngạc nhiên và khâm phục chân thành, thật sự quá lợi hại, tận mắt chứng kiến Lữ Thiếu Khanh bố trí trận pháp hoàn toàn khiến tả điệp choáng ngợp nàng thật sự hiểu rõ thiên phú của lữ thiếu khanh lợi hại đến mức nào với thiên phú như vậy nàng có phấn đấu cả đời cũng không theo kịp tương khuê và tương tư tiên cũng không khỏi kinh ngạc tương khuê nhìn những động tác uyển chuyển và tốc độ không tưởng của lữ thiếu khanh không thể không thốt lên tiểu tử này thiên phú trận pháp tuyệt đỉnh thế gian chẳng mấy người sánh kịp ánh mắt tương khuê đầy sự kinh ngạc thán phục thậm chí có chút ghen tị rốt cuộc là người thế nào môn phái thế nào mới có thể dạy dỗ ra một đệ tử thiên phú như vậy kế ngôn thiên phú cao khủng khiếp đáng sợ thiên phú kiếm đạo không ai sánh kịp tuổi trẻ mà đã đạt đến hóa thần. Còn Lữ Thiếu Khanh không biết về những điều khác, nhưng về thiên phú trận pháp này không ai sánh kịp. Ngay cả Tiêu Y cũng là một thiên tài không thể chối cãi, mặc dù trong mắt hai vị sư huynh có phần kém hơn, nhưng vẫn tốt hơn những người cùng tuổi, tựa như một viên ngọc quý hiếm có trong thế gian. Có thể làm sư phụ của ba người này, chắc chắn phải rất lợi hại, không phải là đại năng tuyệt thế, làm sao có thể dạy dỗ được ba yêu nghiệt thế này. Tương Khuê trong lòng sinh ra sự ngưỡng mộ, rất muốn gặp vị đại năng này. Trận pháp cấp 5, dù Lữ Thiếu Khanh trên con đường trận pháp đã vượt qua đại tông sư, vẫn tốn rất nhiều thời gian và công sức, trong 7 ngày không ngủ không nghỉ, tiêu hao một kho nguyên liệu mới dựng xong trận pháp cấp 5. Phù, Lữ Thiếu Khanh leo lên phi thuyền rồi nằm dài trên bong tàu, mê chết đi được, 7 ngày không ngủ không nghỉ. Tập trung bố trí trận pháp, tiêu hao lớn trạng thái tinh thần, mệt mỏi cực độ, gương mặt Lữ Thiếu Khanh rõ ràng hiện lên sự mệt mỏi. Tiêu Y tiến lại gần, đưa cho Lữ Thiếu Khanh vài hạt đậu linh, "Nhị sư huynh, huynh bố trí trận pháp gì vậy?" Trận pháp cấp 5 kèm theo một số trận pháp tụ linh, trận pháp mê tung, Lữ Thiếu Khanh nói với giọng điệu bình thường, như thể một trận pháp cấp 5 không khác gì những trận pháp cấp thấp. Tiêu Y ngạc nhiên càng khâm phục hơn, trận pháp cấp 5 nhanh như vậy mà huynh đã bố trí xong, quả nhiên là nhị sư huynh. Chuyện nhỏ, ngươi nghĩ ta là ai chứ? Lữ Thiếu Khanh nằm dài trên bong tàu vắt chân lên, nghĩ một lúc thấy không thoải mái, Lữ Thiếu Khanh với tay bắt Bạch Đại trên vai Tiêu Y, ngươi biến hình để ta gối đầu. Bạch Đại bị bắt làm khổ sai chỉ biết tức giận nhưng không dám nói. Tiêu Y như một con chim sơn ca, ríu rít hỏi một loạt câu hỏi, trận pháp cấp 5 à, dùng để đối phó với tế thần sao? chúng ta sẽ đợi tế thần đến sao nhớ đâu tế thần không đến thì sao lữ thiếu khanh bị làm cho đau đầu cút sang một bên còn ôn nữa ta ném ngươi xuống nhị sư huynh ngươi mệt mỏi như vậy không biết thương xót chút nào à tiêu y bị mắng một trận ngoan ngoãn rút lui cảm thấy uất ức tả điệp và tương tư tiên tiến lại gần ba người phụ nữ tụ thành một tổ tả điệp tò mò hỏi thật sự định dùng trận pháp cấp 5 để đối phó với tế thần sao điều này không thực tế chút nào trận pháp cấp 5 với nguyên anh chúng ta còn gây khó khăn nhưng đối với hóa thần thì không đáng kể tiêu y lắc đầu ta cũng không biết nhưng nhị sư huynh làm vậy chắc chắn có lý do của huynh ấy nhị sư huynh làm việc chưa bao giờ làm người khác thất vọng tả điệp không tin điều này không chắc lần này đối thủ là hóa thần không phải ai cũng hòa nhã như đại trưởng lão hú chi đối thủ lần này là tế thần quái vật tương khuê biết lữ thiếu khanh bố trí trận pháp cấp 5 liền nhắc nhở tiểu tử trận pháp cấp 5 không thể đối phó với tế thần ngươi nghĩ dựa vào một trận pháp cấp 5 để đánh bại tế thần thì nên từ bỏ đi lữ thiếu khanh mở mắt nhìn tương khuê một cái không sao đến lúc đó đánh không lại thì ngươi cầm chân tế thần ta chạy trước dựa hết vào ngươi đấy tương khuê đảo mắt quay người bỏ đi không muốn quan tâm đến lữ thiếu khanh thời gian thoáng chốc đã hơn một tháng bỗng nhiên kế ngôn ngồi ở đầu thuyền bừng mở mắt từ xa một người đang chậm rãi tiến lại một người phụ nữ đẹp đến mức không thể tin nổi đang từ từ tiến lại từ phía xa nàng mặc một chiếc váy dài không che giấu được thân hình cao giáo quyến rũ của mình ngực nở gần như tràn ra khỏi áo khuôn mặt nàng tinh xảo làn da trắng nõn từ xa nhìn lại tựa như tiên nữ bước ra từ cõi tiên kế ngôn đứng dậy ánh mắt đầy cảnh giác vô khâu kiếm sau lưng khẽ rung lên phát ra tiếng kêu ong ong trên bầu trời từ lúc nào đã xuất hiện những đám mây đen như có một bàn tay lớn đang khuấy động xoay quanh khu vực này ánh sáng xung quanh cũng dần mờ đi lữ thiếu khanh cũng ngay lập tức mở mắt nhìn về phía xa thấy người phụ nữ kia tiếp đến là tương khuê với khuôn mặt nghiêm trọng cũng từ khoang thuyền bước ra duy nhất không nhận ra sự xuất hiện của người phụ nữ là ba nàng tiêu y tả điệp và tương tư tiên nhưng họ cũng cảm nhận được không khí nặng nề liền đi ra ngoài bong tàu nhìn những đám mây đen trên trời tiêu y vô thức hỏi nhị sư huynh sắp mưa rồi sao nhưng vừa hỏi xong nàng mới nhận ra có điều gì đó không đúng lữ thiếu khanh kế ngôn và tương khuê đều đứng ở mũi thuyền vẻ mặt nghiêm trọng ánh mắt chăm chăm nhìn về phía xa tiêu y nhìn theo hướng ánh mắt của họ ngạc nhiên thốt lên nữ nhân sao lại có nữ nhân xuất hiện ở đây người phụ nữ càng tiến lại gần cách họ khoảng một dặm thì dừng lại lơ lửng trên không đối diện với mọi người trên phi thuyền không ai nói gì hai bên cứ thế im lặng đối mặt tiêu y nhìn kỹ người phụ nữ rồi cúi đầu nhìn ngược mình cảm thấy tự ti sao có thể to như vậy chứ đó có phải là người không tiêu y lẩm bẩm to như vậy chắc chắn không phải người dù có là người cũng không phải người bình thường câu nói này dường như đã phá vỡ sự im lặng kế ngôn là người đầu tiên lên tiếng tế thần tương khuê gật đầu chính là nó ta đã từng giao chiến với tế thần rất quen thuộc với khí tức của nó hú chi trong tình huống hiện tại dám xuất hiện một mình ở đây ngoài tế thần ra không còn ai khác dám tương khuê là ngươi giết hắn sao một tia thần niệm truyền đến giọng điệu bá đạo sát ý lạnh lẽo khiến mọi người trên thuyền cảm thấy rùng mình ánh mắt người phụ nữ lạnh lùng như một mũi băng trong mùa đông lạnh lẽo và sắc nhọn khiến mọi người trên thuyền cảm nhận được áp lực vô cùng lớn đáng sợ quá tiêu y trong lòng không kìm được sự sợ hãi mặt tái nhợt cơ thể run rẩy tương tư tiên và tà điệp cũng như vậy ba người họ đều là nguyên anh đối mặt với hóa thần hậu kỳ thực lực mạnh hơn cả tương khuê giống như những con thỏ nhỏ đối diện với hổ dữ nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong lòng lữ thiếu khanh lẩm bẩm lão già ăn đậu non hoàng hôn cảnh liễu nở châu già gặm cỏ non không ngờ đấy lão ra ra ngươi lại là người như vậy tương khuê hít một hơi vừa định nói thì lời của lữ thiếu khanh khiến tương khuê chững lại suýt nữa ngã từ mũi thuyền xuống tiêu y không nhịn được bật cười thành tiếng tương tư tiên và tả điệp mặt đen như than không nói nên lời đây là lúc nào rồi mà còn nói những câu như vậy nhưng nhờ trò đùa của lữ thiếu khanh áp lực trong lòng ba nàng giảm đi không ít nhìn tế thần dường như cũng không còn đáng sợ như vậy tương khuê tức giận tiểu tử hỗn láo ngươi đang nói gì vậy ta giống loại người như vậy sao hú chi cho dù ta có tìm đạo lữ cũng đâu cần tìm một con quái vật lữ thiếu khanh nghi hoặc hỏi không phải sao vậy sao giọng nàng đầy oán hận thế kia tương khuê không nhịn được chửi thề oán hận cái quái gì rõ ràng là sát ý chứ oán hận gì ánh mắt tế thần rơi vào lữ thiếu khanh cơ thể lữ thiếu khanh run lên cảm nhận được sát ý nồng đậm sát ý còn mạnh hơn cả đối với tương khuê như thể lữ thiếu khanh đã làm điều gì tồi tệ với tế thần rồi bỏ đi mà không chịu trách nhiệm lữ thiếu khanh kỳ quái sao lại có sát ý lớn như vậy chẳng qua chỉ là lấy cây cầu của ngươi nếu có thể ta trả lại cho ngươi là được cần gì như vậy ta đâu có làm gì ngươi lữ thiếu khanh bị tế thần nhìn chằm chằm không thoải mái ngược lại chừng mắt nhìn lại nhìn cái gì chưa thấy trai đẹp bao giờ à sau đó chỉ vào tương khuê người của ngươi là do hắn giết không liên quan gì đến ta ngươi tìm hắn mà đòi phụt tương khuê suýt phun máu ai giết ngươi không rõ sao tế thần lạnh lùng nhìn lữ thiếu khanh Ánh mắt không giấu được hận ý, tên sâu bọ hèn hạ, ta muốn xé ngươi thành từng mảnh, ta sẽ ăn từng miếng thịt của ngươi, uống từng giọt máu của ngươi, nghiền nát từng mảnh xương của ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ lạ, "Này, ta đâu có làm gì ngươi đâu, cần gì phải hận ta đến vậy? Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói sao? Hay là thế này, chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau, đại trưởng lão đã giết người của ngươi, ta để hắn xin lỗi bồi thường, cùng lắm là bồi thường linh thạch cho ngươi, coi như bồi thường tổn thất, được không?" Tương Khuê không nói nên lời, mọi người cũng không nói nên lời. Ngay cả Tế thần cũng có chút không nói nên lời, ngươi nghĩ đây là trò chơi sao? Tế thần lạnh lùng, một lúc sau tựa như bông hoa tươi nở rộ khiến người ta sao xuyến, ngươi nghĩ ta đến đây vì tên phế vật đó sao? Hắn không nghe lời ta, chết thì chết. Tiên lưu kiều ta muốn, mạng của các ngươi ta cũng muốn. Tế thần đưa tay trái từ trong tay áo dài ra, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đặc biệt là ngươi, ta muốn ngươi mãi mãi không thể siêu sinh. Mặc dù nụ cười của nàng rất đẹp, làm người khác cảm thấy quyến rũ dễ chịu, nhưng những lời nói của nàng lại khiến người nghe rợn tóc gáy, cũng hé lộ nhiều thông tin quan trọng. Thứ nhất, Quái vật hóa thần trước đó chắc chắn có lai lịch, nhưng Tế thần lại không để ý đến hắn, chết thì chết. Thứ hai, cây cầu đen tên là Tiên Lưu Kiều. Thứ ba, Tế thần dường như có mối thù hận sâu đậm với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rất khó hiểu tỏ ra rất oan ức, ta đã làm gì đắc tội với ngươi? Ta cũng không muốn thu cây cầu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tương Khuê, chính hắn, chính hắn làm, oan có đầu nợ có chủ, ngươi nên tìm hắn. Nhìn Lữ Thiếu Khanh không chút do dự đẩy trách nhiệm, Tương Khuê thật sự muốn tát Lữ Thiếu Khanh một cái, ngươi đúng là một tên phản bội thiên bẩm, chắc chắn Tế thần cũng ghét ngươi, nên mới thù hận ngươi nhất. Tế thần nhìn Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng cười, chậm rãi giơ tay phải lên, từ lúc xuất hiện, hai tay của hóa thần luôn giấu dưới tay áo dài, bây giờ nàng mới lộ ra cả hai tay. Tay trái trắng nõn, ngón tay thon dài đẹp đến mê hồn, nhưng tay phải của nàng lại khiến mọi người kinh ngạc. Tay phải của nàng đã bị đứt, cổ tay dường như bị một nhát kiếm chém đứt, gọn gàng và sạch sẽ, mất một tay, như một viên ngọc hoàn hảo có vết nứt, không còn hoàn hảo nữa. Mọi người nhìn thấy Tế thần mất tay, trong đầu lập tức liên tưởng đến người đàn ông đã chết kia, ánh mắt của mọi người không nhịn được mà hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng sững sờ, Ký ức trước đó hiện lên trong đầu, rồi vô thức hỏi, lần đó, cánh tay đó là của ngươi sao? Lần đầu tiên tiếp xúc với trận pháp truyền tống đen, Lữ Thiếu Khanh muốn nghiên cứu, kết quả là một cánh tay từ trận pháp truyền tống xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức phá hủy trận pháp, cánh tay đó cũng cùng với trận pháp bị nghiền nát thành hư không. Tương Khuê ba người kinh hãi, từ lúc nào tiểu tử này đã đối đầu với tế thần, hơn nữa còn chặt đứt tay của nàng nữa, hắn có thể mạnh đến vậy sao? Không chỉ vậy, tay bị chặt đứt còn không thể tái sinh, làm thế nào mà làm được điều đó vậy? mọi người rốt cuộc cũng hiểu vì sao hóa thần lại thù hận lữ thiếu khanh đến vậy tế thần và tay sai của nàng đều là những quái vật đặc biệt đều có khả năng tái sinh khi mất chi nhưng khả năng này lại không có tác dụng với lữ thiếu khanh tay bị chặt không thể mọc lại trở thành một quái vật tàn tật làm sao mà không hận lữ thiếu khanh hiểu ra lý do thì muốn khóc chết tiệt ngươi không nói trước đó là tay của ngươi giờ ta xin lỗi có được không hơn nữa tại sao ngươi lại đưa tay qua tự mình không phản tỉnh mà đổ lỗi cho ta ngươi hiểu đạo lý làm người không khiêm tốn chút ngươi cũng là một hóa thần dưới tay có hàng triệu tiểu đệ rộng lượng một chút đi nhớ mãi chuyện này với một nhân vật nhỏ như ta có nghĩa lý gì thật là nhỏ nhen tương khuê không nói nên lời đây là ngữ khí xin lỗi hay sao ngươi đang trách móc người ta thì có ngươi đang đổ thêm dầu vào lửa tế thần nghe xong quả nhiên càng thêm giận dữ đi chết đi tế thần giận dữ hét lên vung tay trái một luồng khí đen xuất hiện như nước lũ từ đập tràn ra ngay lập tức trở thành một con quái vật khổng lồ màu đen cao mấy trượng như ma vương từ vực sâu dơ vuốt đánh xuống mọi người keng tiếng kiếm vang lên trong trẻo một luồng kiếm ý kinh khủng bùng phát một tia kiếm quang khổng lồ chém lên trời chém đôi quái vật đen chỉ một kiếm quái vật đen đã bị phá tan trở lại thành khí đen ánh mắt tế thần hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn kế ngôn một chiêu tiện tay của nàng tuy không phải toàn lực nhưng cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng hóa giải nhưng đối với kế ngôn tế thần đã biết từ lâu trong tổ chức thí thần có không ít quân cờ do nàng cài vào tế thần lạnh lùng không để kế ngôn vào mắt nói một nhân loại yếu ớt mới bước vào hóa thần cũng dám múa kiếm trước mặt ta ánh mắt kế ngôn nghiêm trọng chỉ kiếm vào tế thần kế ngôn không nói lời nào trực tiếp ra tay mặc dù biết thực lực của mình không bằng tế thần nhưng kế ngôn chưa bao giờ nghĩ đến việc lùi bước đối mặt với kẻ địch như thế này mới là thứ kế ngôn thích nhất linh lực vận chuyển kiếm ý bùng phát vô khâu kiếm giáng xuống tiêu dao kiếm quyết kiếm quang trói mắt rực rỡ khủng khiếp trong chớp mắt kiếm quang như khai thiên lập địa đánh tan càn khôn dường như cả thế giới trở thành thế giới của kiếm ý kiếm quang mang theo khí thế ngàn cân giáng xuống tế thần khi kế ngôn ra tay lữ thiếu khanh và những người khác đứng sau kế ngôn cũng cảm thấy lạnh sống lưng có một cảm giác ghê rợn không thể nói thành lời như thể không khí xung quanh tràn ngập kiếm ý không lúc nào không tấn công họ tương khuê nhìn kế ngôn trong bộ đồ trắng không thể không kinh ngạc thiên phú kiếm đạo mạnh như vậy thật đáng sợ. Tiêu Y vô cùng phấn khích, kiếm này hóa thần không thể chống đỡ được phải không? Ừ, quái vật thì là quái vật, sao lại làm người, biến hình thì biến hình, không thể tạo ra một hình thể đẹp đẽ sao, làm xấu xí như vậy. Nhưng mặc dù kiếm của kế ngôn rất đáng sợ, dường như có thể hủy diệt thế giới này, nhưng đối với tế thần dường như vẫn không đủ. Đối mặt với kiếm quang giáng xuống, tế thần ánh mắt lạnh lùng vung tay trái, khí đen bao quanh nàng như những chó săn trung thành lập tức giống lên lao ra, khí đen hơi biến hình trở thành một chiếc khiên lớn, chắn trước mặt tế thần. bùm bạch quang và hắc quang va chạm ánh sáng chói lóa chiếm lấy tầm nhìn của mọi người khi ánh sáng tan đi tế thần vẫn đứng đó chiếc khiên trước mặt nàng lại trở thành khí đen bao quanh nàng dường như đòn tấn công của kế ngôn không gây ra chút tổn thương nào cho nàng kế ngôn cao mày kẻ địch mạnh hơn tưởng tượng khi kế ngôn định tiếp tục ra tay lữ thiếu khanh hô lên đi xa hơn mà đánh kế ngôn nhìn tế thần một cái thân hình lao lên trời đối mặt với thách thức của kế ngôn tế thần không lùi bước nàng lạnh lùng cười cũng bay lên nhưng để lại một luồng khí đen khi khí đen tan đi một vết nứt lớn xuất hiện vô số điểm đỏ hiện ra trong bóng tối gào những tiếng gầm rú vang lên từng con quái vật đen ngòm từ khe nứt lần lượt xuất hiện trong trước mắt bầu trời trước mặt lữ thiếu khanh và những người khác đã tối sầm lại vô số quái vật chen trúc che lấp cả bầu trời quái vật sau khi xuất hiện di chuyển ngay ngắn không lập tức tấn công chỉ dùng ánh mắt đỏ ngầu ác độc nhìn chằm chằm vào lữ thiếu khanh và những người khác số lượng ít nhất cũng có hơn chục vạn thậm chí còn nhiều hơn nữa tương khuê cũng mặt mày nghiêm trọng quái vật quá nhiều mặc dù đại đa số chỉ có tu vi luyện khí trúc cơ kết đàn nhưng số lượng quá đông số lượng đôi khi có thể san bằng lợi thế về sức mạnh hơn nữa trong đám quái vật còn có những tồn tại ở cấp nguyên anh tương khuê nói với mọi người mọi người cẩn thận lát nữa đánh nhau đừng rời xa ta quá giọng nói lười biếng của lữ thiếu khanh vang lên ngươi còn ở đây làm gì nữa mau đi hỗ trợ sư huynh ta nơi này không cần ngươi lo tương khuê nhíu mày ngạc nhiên nhìn lữ thiếu khanh tiểu tử ngươi nói gì ta không ở đây các ngươi có thể đối phó với nhiều quái vật như vậy sao tương tư tiên và tả điệp cũng đồng tình quái vật quá đông không thể để một mình lữ thiếu khanh đối phó chỉ có tiêu y là tin tưởng lữ thiếu khanh hoàn toàn nàng kiên định đứng bên cạnh sư huynh đại trưởng lão ngươi cứ nghe theo sư huynh ta đi mau đi hỗ trợ sư huynh ta tiêu y cũng rất lo lắng cho kế ngôn đối thủ của kế ngôn quá mạnh chỉ có tương khuê mới có thể giúp đỡ nhìn tương khuê còn do dự lữ thiếu khanh nói ngươi không đi hỗ trợ dù có giết hết quái vật ở đây cũng không có ích gì tốt hơn là đi hỗ trợ sư huynh ta xem có cơ hội giết được tế thần không tương khuê không khỏi quát lên giết tế thần ngươi nghĩ dễ vậy sao tế thần đang ở trạng thái đỉnh cao thực lực kinh người còn ta bị thương thực lực suy giảm chỉ ngang với hóa thần sơ kỳ kế ngôn tuy hoàn hảo không tổn thương nhưng dù sao mới bước vào cảnh giới hóa thần không thể là đối thủ của tế thần hai người chúng ta liên thủ có thể cầm chân tế thần đã là may mắn nhưng lời của lữ thiếu khanh cũng nhắc nhở tương khuê tương khuê nghiêm túc nói với lữ thiếu khanh tiểu tử nếu tình hình không ổn ngươi phải rời khỏi đây ta và sư huynh ngươi thậm chí ba người nàng cũng sẽ giữ chân kẻ địch để ngươi chạy trốn tương khuê chỉ vào tương tư tiên tiêu y và tả điệp giọng điệu nghiêm túc quyết liệt ánh mắt đầy quyết tâm tương tư tiên và tả điệp cũng biểu hiện nghiêm trọng nhưng không phản kháng từ nhỏ sống trong tổ chức thí thần được người lớn dạy dỗ đã chuẩn bị tinh thần cho số phận của mình, lúc cần thiết, vì tương lai của nhân loại, sẽ không do dự hy sinh bản thân. Cảm nhận được quyết tâm của Tương Khuê và mọi người, Lữ Thiếu Khanh im lặng một lúc sau đó cười nói, "Không lẽ nào, lão già, chưa đánh mà ngươi đã sợ rồi, ngươi có phải là đàn ông không, hay là ngươi già rồi, sợ rồi, chẳng qua chỉ là một quái vật hóa thần thôi mà, gì đáng ngại?" Tương Khuê không nhịn được quát lớn, "Tiểu tử, ta không đùa với ngươi, ở đây ai cũng có thể chết, chỉ ngươi là không được, ngươi muốn chết thì hãy giao nạp nhẫn chữ vật ra, để người khác mang đi. Ngươi nghĩ đẹp lắm." ngươi có biết nhẫn chữ vật của ta có bao nhiêu linh thạch không lữ thiếu khanh cảnh giác lùi một bước ngươi đừng hòng có ý đồ với linh thạch của ta tương khuê không vui hừ một tiếng ai thèm linh thạch của ngươi lúc này từ xa vang lên những dao động mạnh mẽ như thể tân thiên địa mở ra càn khôn nổ tung trên bầu trời không ngừng bùng phát năng lượng khủng khiếp năng lượng khủng khiếp như thủy triều không ngừng lan tỏa từng lớp từng lớp đã là buổi tối một mặt trăng máu treo cao trên trời ánh sáng đỏ chiếu xuống nhuộm đỏ cả đất trời như dự báo về tương lai của nhân loại kế ngôn cùng tế thần đã bắt đầu giao thủ tương khuê thở dài nhìn quanh một vòng hỏi lữ thiếu khanh Tiểu tử, ngươi chắc chắn có thể đối phó. Ngươi có thể không tin vào thực lực của ta, nhưng ngươi không thể không tin ta sợ chết, ta có thể đùa với ngươi nhưng không đùa với tính mạng của mình." Tương Khuê thầm chửi, đúng là một tên khốn, nhưng lúc này Tương Khuê cũng chỉ có thể tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, xem xét tình hình từng bước. Nhìn Tương Khuê rời khỏi phi thuyền bay lên trời, đám quái vật náo động, ngay lập tức một đám quái vật lao ra, số lượng đông đúc như dòng nước đen lao vào Tương Khuê. Tương Khuê hừ lạnh một tiếng, sóng vô hình lan tỏa, những quái vật lao vào Tương Khuê lập tức hóa thành máu. Mặc dù Tương Khuê bị thương thực lực giảm sút, nhưng vẫn là hóa thần những quái vật này trước mặt tương khuê chỉ là kiến quái vật không ăn được tương khuê bị giết tan tác cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tương khuê rời đi ánh mắt chúng lại quay về phía lữ thiếu khanh và những người khác có thể cảm nhận được những quái vật này tràn đầy giận dữ cảm nhận được cơn giận của đám quái vật tương tư tiên và tà điệp căng thẳng vô cùng nhưng lữ thiếu khanh vẫn bình thản rời khỏi phi thuyền bay lên trời hét lớn có ai có thể nói chuyện bước ra đây giọng nói của lữ thiếu khanh vang vọng khiến đám quái vật náo động tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh tiếp tục hét lớn sao vậy bị điếc hay là sợ rồi đường đường là quái vật lại không dám gặp một con người như ta sao ra đây chúng ta ngồi xuống nói chuyện tả điệp bất lực nhìn lữ thiếu khanh không khỏi hỏi tiêu y tiêu muội nhị sư huynh của muội lúc nào cũng như vậy sao đối mặt với ai cũng như vậy thật không sợ bị người ta đánh chết sao tiêu y cười đắc ý yên tâm đi nhị sư huynh có thể đối phó với chúng chỉ cần nhị sư huynh ra tay những con quái vật này chẳng có gì đáng lo tương tư tiên ngạc nhiên trước sự lạc quan của tiêu y tiêu muội muội thật sự tin tưởng sư huynh mình như vậy sao đương nhiên Hai vị sư huynh của muội chưa bao giờ làm muội thất vọng, hai người hãy chờ xem." Tả Điệp không lạc quan như Tiêu Y lo lắng nói, "Quái vật quá nhiều, hơn nữa còn có quái vật cấp nguyên anh, chỉ cần 7 đến 8 con đến, chúng ta đã phải chạy rồi." Tương Tư Tiên im lặng đồng tình với lời của Tả Điệp, ba người họ đều là nguyên anh sơ kỳ, Tả Điệp mạnh hơn một chút đạt đến tầng 2, còn nàng và Tiêu Y đều ở tầng 1, dù Lữ Thiếu Khanh là tầng 9, chỉ cần 3 đến 4 con quái vật vây công, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là đối thủ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thách thức, muốn kẻ đứng đầu trong đám quái vật ra mặt, "Ra đây, đừng để ta coi thường các ngươi." hành động của lữ thiếu khanh khiến tương tư tiên và tả điệp rất không hiểu gọi thủ lĩnh của quái vật ra lẽ nào muốn đơn đấu với quái vật sao với tiếng hét của lữ thiếu khanh nhanh chóng có một thần niệm truyền tới con người hèn hạ ngươi đang khiêu khích sao đám quái vật tản ra một con quái vật hình người cao một trưởng xuất hiện càng cao cấp quái vật càng giống con người không cần cảm nhận khí tức của nó chỉ nhìn dáng vẻ là biết được thực lực và cảnh giới của nó tiêu y nhìn thấy bộ ngực lớn của con quái vật âm thầm nghiến răng đáng chết rồi vung nắm đấm nhỏ cổ vũ cho lữ thiếu khanh nhị sư huynh đánh chết nó quái vật mà cũng cần cái đó sao đúng là đáng khinh con quái vật có tu vi nguyên anh tầng 9, thực lực mạnh mẽ tỏa ra khí tức khủng khiếp nó xuất hiện trước mặt lữ thiếu khanh như một con thú dữ từ vực sâu hung dữ nhìn chằm chằm vào lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh phớt lờ áp lực từ quái vật lại nhìn đám quái vật sau lưng lần này các ngươi có bao nhiêu quái vật cấp nguyên anh quái vật giống lên với lữ thiếu khanh thần niệm chuyển đến có ta là đủ giết hết các ngươi rồi lũ con người hèn hạ lữ thiếu khanh cười lạnh không biết lượng sức mình ngươi chỉ là một con nguyên anh nhỏ bé cũng dám khoe khoang trước mặt ta, gọi tất cả quái vật nguyên anh của các ngươi ra, xem ta có thể đánh bại các ngươi không. Sư huynh của ta đã là hóa thần, ta cũng coi thường các ngươi là nguyên anh. Tương Tư Tiên và Tả Điệp không nói nên lời, đại ca, nhỏ bé là câu cửa miệng của ngươi sao? Ngươi có biết mình đang nói với quái vật nguyên anh không? Ngươi cũng là nguyên anh, vậy mà dám gọi nó là nhỏ bé. Tương Tư Tiên nhíu mày không nhịn được hỏi nhỏ, Tiêu muội, một công tử đang làm gì vậy? Gọi quái vật ra là muốn chọc giận chúng sao? Cũng không cần thiết mà, quái vật vốn đã nhắm vào chúng ta rồi. Ngược lại làm như vậy càng bất lợi cho chúng ta, chọc giận quái vật rồi khi chúng ta muốn chạy trốn sẽ càng khó hơn tả điệp cũng gật đầu liên tục muốn đi ngăn lữ thiếu khanh lại hắn nghĩ gì vậy một con quái vật đã khó đối phó lại muốn khiêu khích gọi thêm nhiều quái vật đến nghĩ sao vậy người ngu cũng không làm chuyện này tiêu y lắc đầu vẫn đầy niềm tin vào lữ thiếu khanh nhị sư huynh có lý do của mình yên tâm đi nhị sư huynh không làm chuyện vô nghĩa quái vật đã bị chọc giận hoàn toàn nó giống lên giận dữ thân thể mạnh mẽ như muốn xé toạc không gian trong nháy mắt xuất hiện trước mặt lữ thiếu khanh móng vuốt sắc nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo ánh mắt hung ác của quái vật hiện lên chút đắc ý cú đánh này chắc chắn sẽ nghiền nát đầu người nhưng ngay lúc này trước mắt quái vật tối sầm lại một nắm đấm xuất hiện vẻ đắc ý biến mất thay vào đó là sự ngạc nhiên và cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nhưng quái vật đã không kịp làm gì bị nắm đấm đánh trúng bùng quái vật rất nhanh nhưng lữ thiếu khanh còn nhanh hơn với sức mạnh ngàn cân cú đấm mạnh như sấm sét đánh vào mặt quái vật một tiếng nổ lớn máu đen bay tung tóe quái vật nguyên anh hậu kỳ tầng 9 bị lữ thiếu khanh đấm nát đầu kéo cơ thể không đầu của quái vật bay lên cao lữ thiếu khanh lại bổ thêm một kiếm quái vật trên không dưới ánh mắt của vô số quái vật hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống đất một con quái vật nguyên anh tầng 9 bị hạ gục không còn mảnh xương dù là quái vật hung tợn cũng bị chấn động không khí lập tức trở nên im lặng lữ thiếu khanh thu kiếm thu nắm đấm ngẩng cao đầu khi thế vô địch chấn nhiếp toàn trường ánh mắt lữ thiếu khanh quét qua đám quái vật chậm rãi nói ta đã nói một con quái vật không phải đối thủ của ta các ngươi còn ai khác lúc này quái vật nhìn lữ thiếu khanh với ánh mắt đầy ngạc nhiên dù là quái vật không có lý trí nhưng chúng cũng bị cú đấm của lữ thiếu khanh làm kinh sợ tương tư tiên và tà điệp cũng bị choáng váng một cú đấm đánh nát một tồn tại mạnh mẽ như vậy đây là trò đùa sao hay là con quái vật bị đánh nát đó quá yếu đuối sao có thể như vậy được tiêu y nhìn phản ứng của hai người thì rất hài lòng nàng thích thấy người khác ngạc nhiên như vậy nàng cười khúc khích nói nhị sư huynh đã nói rồi quái vật không đáng sợ tất cả đều là đồ yếu quái vật dựa vào thể lực mạnh mẽ của mình không biết sử dụng linh lực như con người tổ chức thí thần là tu sĩ nhân tộc nhưng đã bị bỏ rơi hàng ngàn năm truyền thừa công pháp rất ít công pháp cao minh càng hiếm hoi nên khi đối mặt với quái vật mới gặp nhiều khó khăn nhưng đối với lữ thiếu khanh và những người như hắn quái vật không đáng lo ngại lữ thiếu khanh là vô địch trong cùng thế hệ hiện tại đã đạt tới nguyên anh tầng 9, ngoài hóa thần ra ngay cả những người cùng cảnh giới cũng không phải đối thủ của hắn tương tư tiên và tà điệp sau khi kinh ngạc nhìn lữ thiếu khanh với ánh mắt đầy kính trọng nhưng cũng lo lắng dù đã đánh bại một con quái vật nguyên anh nhưng chúng vẫn còn rất nhiều mộc công tử định đối phó với từng con một sao hay là không xem chúng ra gì muốn tiêu diệt hết tương tư tiên lo lắng mặt đầy vẻ u sầu nói quái vật quá nhiều chỉ sợ mộc công tử chủ quan mà bị thiệt thòi tiêu y vẫn tin tưởng lữ thiếu khanh nàng vẫy tay an ủi tương tư tiên tỷ tỷ yên tâm nhị sư huynh sẽ không làm chuyện liều lĩnh tả điệp chỉ vào đám quái vật nhìn kìa quái vật nguyên anh xuất hiện rồi khè khè lao những tiếng gầm rú khác nhau vang lên từng luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện một hai ba nhanh chóng gần trăm bóng dáng mạnh mẽ xuất hiện đứng trước mặt lữ thiếu khanh ánh mắt hung ác lạnh lùng đắc ý chế nhạo đều đổ dồn về phía lữ thiếu khanh những quái vật có hình dáng giống con người đều là những tồn tại cấp nguyên anh khí tức của chúng vô cùng mạnh mẽ có nguyên anh sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ khí tức mạnh mẽ hội tụ va chạm tạo thành một cơn bão lớn trong vòng trăm dặm. Tương Tư Tiên và Tả Điệp tuyệt vọng, nhiều quái vật nguyên anh như vậy, dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh đến đâu cũng không thể đánh lại. Tương Tư Tiên lẩm bẩm, thì ra những bộ tộc bỏ hoang đều bị triệu tập đến đây để chiến đấu sinh tử với chúng ta sao? Thế giới này rất lớn, có rất nhiều bộ tộc, trong các bộ tộc ít nhiều đều có tồn tại nguyên anh, quái vật cử hành tế tự quái vật nguyên anh, như vậy cộng lại cũng là con số khủng khiếp, ở đây đã có gần trăm quái vật nguyên anh, nhưng chỉ là một phần nhỏ, nhưng như vậy cũng đủ để khiến chúng ta tan thành mây khói. Tả Điệp mặt tái nhợt lẩm bẩm, xong rồi, chết chắc rồi lần này chúng ta không thoát khỏi kiếp nạn ta à, ta còn chưa từng yêu ai mà hôm nay sẽ chết ở đây sao tiêu y nghe vậy cũng tiến lại gần ta cũng vậy ta cũng chưa từng yêu ai nhưng đừng lo chúng ta không chết đâu tả điệp đã hết hy vọng không chết sao được nhiều quái vật nguyên anh như vậy sao có thể đánh lại sư huynh của muội mạnh đến vậy sao rất mạnh tiêu y gật đầu nghiêm túc tin tưởng vào lữ thiếu khanh đôi khi đến cả đại sư huynh cũng phải chịu thiệt đó tả điệp lắc đầu thái độ của tiêu y khiến nàng nghĩ muội đúng là mù quáng sùng bái ai tiểu cô nương thì biết gì chứ Tương Tư Tiên nghiến răng hét lên với Lữ Thiếu Khanh, "Mộc công tử, mau trở lại đây, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi rút lui." Dù nói vậy, nhưng trong lòng Tương Tư Tiên cũng không hy vọng nhiều vào việc chạy trốn, gần trăm quái vật nguyên anh nhìn chằm chằm, làm sao có thể chạy thoát. Nhưng đến nước này, nàng chỉ có thể làm theo lời ra ra, dùng mạng sống để bảo vệ Lữ Thiếu Khanh rút lui. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu, nhưng không nghe thấy lời của Tương Tư Tiên, đối mặt với gần người quái vật nguyên anh, giọng Lữ Thiếu Khanh vẫn ngạo mạn, "Sao, chỉ có bấy nhiêu thôi sao, không còn ai khác à?" Lữ Thiếu Khanh dò xét qua lũ quái vật này, quái vật nguyên anh hậu kỳ không nhiều, chỉ có 9 con, chưa đến 10, phần lớn còn lại là trung kỳ và sơ kỳ, đồng thời số lượng nhân tộc nhiều hơn quái vật, chiếm 2 phần 3. Gần trăm quái vật nguyên anh, nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh chúng chỉ là đồ yếu, lũ nguyên anh nhỏ bé cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Đến đây, để ta tiêu diệt các ngươi. Tương tư tiên loạn choạng suýt ngã, là do mình nói quá nhỏ nên một công tử không nghe thấy sao? Tạ Điệp không nhịn được lẩm bẩm, thật ngạo mạn, hắn muốn chết sao? Gần trăm vị nguyên anh còn dám nói nhỏ bé, nhỏ bé thực sự là câu cửa miệng của hắn sao? Lời của Lữ Thiếu Khanh khiến đám quái vật và nhân tộc tay sai phẫn nộ, "Đáng chết, tiểu tử ngạo mạn, giết hắn, xé xác hắn ra, phản đạo giả đều ngạo mạn như vậy sao? Không phải, đây là lần đầu ta thấy một phản đạo giả ngạo mạn như vậy." "Tế tự đại nhân, hãy để chúng ta giết hắn." Những nhân tộc tay sai đối mặt với Lữ Thiếu Khanh ngạo mạn, lập tức chửi rủa, hận không thể xông lên giết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Hai con quái vật không thể chịu nổi nữa gầm lên, thân hình như tia chớp đen lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, "Ngạo mạn, ta chưa từng thấy quái vật nào ngu ngốc như các ngươi." Cổ tay xoay lại, mặc quân kiếm vung ra, kiếm quang lóe lên, trong chớp mắt chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của mọi người. Phụt phụt, hai con quái vật trước mặt Lữ Thiếu Khanh dừng lại, như thể thời gian đã ngừng lại, cơ thể chúng cứng đờ trên không trung, cuối cùng cơ thể hai con quái vật hóa thành hai mảnh, máu đen bay tung tóe, ánh mắt hai con quái vật hiện lên sự khó tin, cuối cùng ánh sáng dần tắt. Chỉ có thế này thôi sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn ngạo mạn vung mặc quân kiếm, bộ dạng kiêu ngạo ngông cuồng, gọi thêm người đi, từng người lên quá tốn thời gian, hãy cùng nhau lên đi. Thái độ của Lữ Thiếu Khanh khiến Tương Tư Tiên muốn đánh người, còn đám quái vật thì sôi sục giận dữ. Gào, ngay cả những nhân tộc tay sai cũng đầy phẫn nộ mặt may giữ tượng ngập tràn sát khí giết hắn chắc chắn phải giết hắn cùng lên đối với những nhân tộc tay sai khái niệm đấu tay đôi không tồn tại họ đã gia nhập quái vật trở thành tay sai của chúng từ lâu đã quen với việc đánh hội đồng những tiếng gầm rú cả quái vật lẫn nhân tộc tay sai đều bắt đầu tấn công lữ thiếu khanh tuy nhiên lúc này lữ thiếu khanh đã hành động trước mà quân kiếm vung lên mà quân nhảy ra gầm thét một tiếng chém chết đám quái vật các người bầu trời như bị xé toạc nhiệt độ đột ngột tăng lên không khí trở nên khô cằn và cuồng bạo trong chớp mắt không gian như bị mở ra, vô số tiểu tinh linh nhảy ra, ngọn lửa đỏ lung lay theo gió trông rất đáng yêu, nhưng trong sự đáng yêu đó lại ẩn chứa sắc khí chết người. Ly Hỏa kiếm quyết, vô hỏa, vô số ngọn lửa nhỏ xuất hiện, như rơi xuống đám quái vật và nhân tộc tay sai. Bất ngờ không kịp phản ứng, bên quái vật lập tức bị lửa bao phủ, nhìn như bị lửa thiêu đốt, nhưng thực tế là kiếm ý bạo lực đang nuốt chửng sinh mạng của chúng. Tiếng gào thét và tiếng kêu đau đớn vang lên liên tiếp, chỉ trong vài hơi thở, đã có vài con quái vật và nhân tộc tay sai đổ gục. Quái vật rất bí ẩn, cũng rất quỷ dị, nhưng trong mắt chúng Lữ Thiếu Khanh cũng là một tồn tại quỷ dị, bị Lữ Thiếu Khanh đánh trúng, dù là quái vật hay nhân tộc tay sai, đều kêu thảm rồi đổ gục, rất nhanh mất đi sinh mạng. Khí đen không thể chống lại tấn công của Lữ Thiếu Khanh, không thể khiến quái vật hồi phục, cũng không thể bảo vệ mạng sống của quái vật, Lữ Thiếu Khanh dường như có một loại khắc chế tự nhiên với quái vật, khiến khí đen mất đi tác dụng. Lữ Thiếu Khanh tấn công trước, làm đội hình quái vật rối loạn, nhưng cơ hội hắn tiếp tục ra tay, liên tiếp chém giết hơn 10 con quái vật hoặc nhân tộc tay sai cấp nguyên anh, chỉ trong thời gian ngắn, gần trăm con quái vật nguyên anh đã tổn thất hơn 1 phần 5. Quái vật sau khi hoảng loạn, dưới sự gầm rú dẫn dữ của quái vật nguyên anh hậu kỳ, bắt đầu ổn định đội hình, dù sao chúng cũng là những tồn tại cấp nguyên anh, bị Lữ Thiếu Khanh tiêu diệt phần lớn đều là cấp nguyên anh sơ kỳ. Quái vật bắt đầu phản công, bao vây Lữ Thiếu Khanh từ bốn phía, khí đen dưới sự điều khiển của chúng hóa thành các loại vũ khí, mang theo sát ý lạnh lẽo tấn công Lữ Thiếu Khanh, sát khí ngút trời lan tỏa phá tan bầu trời, phá hủy mặt đất, trong chớp mắt thế giới này như bị đánh tan, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt. Bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh cũng đã hoàn toàn bị nuốt chửng, như thể Lữ Thiếu Khanh đã biến mất khỏi thế giới này tương tư tiên lo lắng đến chết nàng cầm trong tay một thanh pháp khí cấp 6, lo lắng không yên muốn ra tay giúp lữ thiếu khanh một tay nhưng trong hoàn cảnh này khí tức mạnh mẽ của quái vật tụ lại khiến trời đất rung chuyển áp lực khủng khiếp khiến nàng khó mà tiếp cận có lúc nàng đã muốn ném pháp khí cấp 6 ra như một quả bom để kích nổ nhưng lại sợ làm thương lữ thiếu khanh tả điệp mặt mày tái mét ra đầu tê dại lẩm bẩm nhiều quái vật đáng sợ như vậy vây công chắc chắn sẽ bị đánh thành mảnh vụn dù có mọc thêm bao nhiêu cánh cũng không thể thoát được tiêu y cũng tái mặt nhiều người tấn công như vậy nhị sư huynh định làm gì khi mọi người lo lắng căng thẳng lữ thiếu khanh xuất hiện như một con chim lớn lướt qua các đợt tấn công của quái vật các ngươi không biết giữ danh dự nhiều người vây đánh một mình ta các ngươi không thấy xấu hổ sao lữ thiếu khanh như đang ôm mông chạy trốn một cách chật vật dù đang chạy trốn nhưng miệng vẫn không ngừng vừa chạy vừa hét đợi đấy lát nữa ta sẽ giết sạch các ngươi tương tư tiên và tả điệp lại một lần nữa đen mặt đại ca ngươi đã quên những gì mình nói trước đó sao tương tư tiên cầm chặt pháp khí bay lên trời mộc công tử ta đến giúp ngươi ngươi đến làm gì lùi lại xem ta tiêu diệt bọn chúng tương tư tiên ngã nghiêng suýt nữa rơi xuống đất trong một khoảnh khắc nàng đã muốn quay đầu bỏ đi mặc kệ sự sống chết của lữ thiếu khanh đang bị truy sát đến mức này mà vẫn còn cứng miệng là giữ mặt mũi hay đang muốn làm gì nhìn đám quái vật gầm thét truy đuổi lữ thiếu khanh tương tư tiên cuối cùng đành phải nén lòng vung trường kích tấn công nhưng vì chỉ là nguyên anh tầng 1. dù có yếu tố bất ngờ nàng cũng không giết được quái vật ngay lập tức ngược lại điều này chỉ khiến quái vật càng tức giận hơn gào một con quái vật thấy không đuổi kịp lữ thiếu khanh liền quay sang tấn công tương tư tiên keng ngay khi con quái vật rời khỏi đội ngũ một ánh kiếm lóe lên quái vật bị chém đôi lữ thiếu khanh đứng thẳng tay cầm kiếm trông rất anh dũng và phong độ đừng chạy các ngươi đều là của ta nhưng ngay sau đó lữ thiếu khanh lập tức quay đầu chạy đừng chạy các ngươi đều là của ta cũng không quên hét lên với tương tư tiên tránh ra đừng có tham gia vào ngươi giống ra ra ngươi không nghe lời gì cả tương tư tiên tức giận suýt nữa buông trường kích muốn ném nó vào đầu lữ thiếu khanh đến giúp mà hắn lại không cảm kích cuối cùng tương tư tiên tức tối trở lại bên cạnh tiêu y tả điệp nhanh chóng an ủi tỷ tỷ đừng bận tâm đến hắn nữa hắn muốn chết thì cứ để hắn chết tương tư tiên thở dài lòng đầy uất ức ta cũng không muốn quan tâm nhưng hắn đang giữ thứ quan trọng ta không thể khiến ra ra thất vọng tiêu y cũng an ủi tỷ tỷ yên tâm nhị sư huynh tự biết rõ tình hình nhị sư huynh nói sẽ diệt chúng thì chắc chắn sẽ diệt chúng chúng ta chỉ cần chờ xem thôi lời này khiến tả điệp nghe mà phát chán nàng không hài lòng nói đến giờ này mà muội còn tin hắn sao muội bị hắn tẩy não rồi à bây giờ là mấy chục kẻ địch nguyên anh đang truy sát hắn hắn thoát được đã là giỏi lắm rồi muội nghĩ hắn còn có thể phản công sao tương tư tiên cũng lắc đầu nói với tiêu y tiêu muội đừng quá tin tưởng vào mộc công tử Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, nếu đến lúc cần thiết, Tương Tư Tiên nắm chặt trường kích ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh ở xa, ánh mắt kiên quyết, nếu đến lúc đó, ta sẽ liều mạng bảo vệ Lữ Thiếu Khanh để hắn có thể thoát thân. Ngừng lại một chút, Tương Tư Tiên nói với Tiêu Y, "Tiêu muội, đến lúc đó phải thuyết phục nhị sư huynh ngươi, đừng để hắn phụ lòng chúng ta." Chưa kịp để Tiêu Y nói gì, Tả Điệp đã phát hiện ra điều bất thường, hắn đang làm gì vậy? Hắn đang chạy vòng tròn sao? Tương Tư Tiên và Tiêu Y ngước lên, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ở xa quay đầu lại, trong cơn mưa lửa và kiếm quang, lữ thiếu khanh len lỏi qua đám quái vật dẫn chúng quay lại trong ánh mắt của ba người thân ảnh lữ thiếu khanh biến mất khi cả ba chưa kịp phản ứng lữ thiếu khanh đã xuất hiện sau lưng họ mẹ nó đau chết mất ba người giật mình quay lại thấy lữ thiếu khanh đang chỉnh lại quần áo rách nát trông thật thảm hại bị hàng chục kẻ địch nguyên anh vây đánh dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi quần áo rách nát đầy lỗ lớn nhỏ như đã bị phong hóa cả trăm năm thân thể mạnh mẽ nhưng vẫn có những vết thương lớn nhỏ khóe miệng dỉ máu lữ thiếu khanh xoa xoa vết thương nghiến răng đau chết mất tiêu y lo lắng hỏi nhị sư huynh bị thương rồi sao quái vật phải làm sao đây lữ thiếu khanh thành thạo mặc lại bộ đồ mới cười khẩy đương nhiên là làm thịt chỉ là vài con quái vật thôi mà tả điệp không nhịn được nữa nói đến lúc này mà vẫn còn khoác lác sao tương tư tiên cũng thở dài mộc công tử ngươi và tiêu muội hãy rút lui trước đi ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn chúng đám quái vật ở xa đã gầm rú lao tới khí đen bao phủ trời đất hóa thành đủ loại vũ khí tấn công thậm chí có con còn dựa vào thân thể mạnh mẽ của mình đâm xuyên qua không khí như một quả đạn pháo hận không thể nghiền nát lữ thiếu khanh ngay quái vật khi sắp lao tới, tương tư tiên nghiến răng hạ quyết tâm định lao ra thì bị lữ thiếu khanh giữ lại. Ta đã bảo ngươi đừng dính vào chuyện này mà ngươi không nghe sao? Tương tư tiên dừng lại tức giận. đến giờ này còn làm gì nữa? chẳng lẽ định đứng yên chịu chết? đột nhiên ánh sáng trắng lóe lên, sáng rực trời đất như mặt trời bùng nổ. ánh sáng trắng mạnh mẽ chiếm lấy cả không gian. một đại trận từ từ hiện ra, phát ra ánh sáng trắng rực rỡ chói lọi, như một bảo vật được nuôi dưỡng ngàn năm dưới lòng đất bùng nổ vào thời khắc quyết định. đại trận trải rộng trăm dặm, các họa tiết cổ kính phức tạp lóe sáng, xung quanh vô số trận pháp cấp thấp bảo vệ như những binh lính trung thành bảo vệ tướng quân. Trong phạm vi ngàn dặm, linh lực hú lên biến thành cơn bão linh lực cuồn cuộn, vô số trận pháp tụ linh liên tục hấp thu linh lực, cung cấp năng lượng vô tận cho đại trận, cũng tỏa ra sức ép lan tỏa khắp xung quanh, bao phủ hàng chục quái vật và nhân tộc tay sai cấp nguyên anh. Đây, đây là gì? Tao, chạy, mau chạy khỏi đây, chạy đi, quái vật cảm thấy nguy hiểm khôn lường, liền gầm lên rồi nhanh chóng tản ra, nhưng quái vật đã lọt vào trong đại trận, muốn rời khỏi chỉ có cách phá trận. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cũng chỉ được vài chục con, thật là lãng phí, sau đó Lữ Thiếu Khanh khẽ động tâm, điều khiển đại trận vận hành, vô số linh lực tụ lại ở trung tâm đại trận, một con cự long có đầu mọc sừng xuất hiện, bao một tiếng long ngâm, thiên địa dung chuyển.